Chào mừng các bạn trở lại với loạt bài hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP 2000 phiên bản 15. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách gán tải trọng phân bố đều lên phần tử frame. Bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn cách gán phần tử tải trọng tập trung lên phần tử frame hay phần tử nút. Và hôm nay chúng ta sẽ gán tải trọng phân bố đều, một trong những dạng tải trọng phổ biến trong bài toán kết cấu của chúng ta. Thì để gán tải trọng phân bố đều thì trước hết các bạn phải tạo ra một cái trường hợp tải mà cái tải trọng phân bố đều này thuộc về cái trường hợp tải đó, sau đó các bạn mới đi gán được. Thì để gán tải trọng phân bố đều cho một thanh frame ấy, thì đầu tiên các bạn phải lựa chọn thanh frame trước, lựa chọn cái thanh frame muốn gán tải trọng tập trung. Sau đó các bạn vào công cụ Assign, các bạn vào Frame Load và các bạn chọn Distributed là tải trọng phân bố. Và đây chính là cái giao diện để các bạn gán cái tải trọng phân bố. Mục này là gán cái tải trọng phân bố nói chung, tức là trong cái bảng này các bạn có thể gán tải hình thang, hình tam giác và tải phân bố đều. Thì tải hình tam giác, hình thang thì tôi sẽ nói sau. Bài này tôi sẽ nói các bạn là tải dạng phân bố đều. Thì tương tự như cái phần tải trọng tập trung, thì phần load pattern name thì các bạn lựa chọn cái trường hợp tải cho tôi. Thế là trường hợp tải là do mình tạo ra ở cái phần define mà tôi đã hướng dẫn rồi, phần unit chính là đơn vị. Và phần load size and direction tức là loại tải trọng và phương chiều. Thì ở đây các bạn có thể lựa chọn global là hệ tọa độ tổng thể hoặc là hệ tọa độ địa phương đều được. Và phương chiều là gravity hoặc là phương chiều trục Z. Đấy, gravity thì lúc giá trị tải các bạn sẽ để là dấu dương nếu mà nó cùng chiều với trọng trường trái đất. Còn nếu mà là Z thì nếu mà nó đi xuống tức là ngược chiều với phương trục Z thì các bạn phải để giá trị là âm. Ở đây tôi để gravity. Phần shape này là phần gán cái tải mà tam giác và hình thang thì tôi các bạn bỏ qua, phục vụ các bài sau tôi sẽ nói. Và phần uniform load chính là giá trị của cái tải trọng phân bố đều, thì các bạn nhập vào đây. Giả sử ở đây các bạn giá trị là 10, các bạn đánh giá trị là 10. Nếu mà ở đây direction là Z thì các bạn phải đánh là âm 10. Ok. Đấy, như vậy ta đã có được cái tải phân bố đều tác dụng lên thanh frame. Tương tự như thế các bạn có thể gán tải trọng phân bố đều lên cột đứng. Thế giả sử các bạn gán tải phân bố đều lên cột chẳng hạn, thì các bạn chọn cái thanh frame tải cột như này. Các bạn vẫn vào Assign, Frame Load, Distributed. Và đây các bạn lựa chọn cái trường hợp tải tương tự như thế, nhưng chỉ khác ở đây phương chiều. Nếu mà theo chiều trục x nó sẽ theo đa phương là phương trục x, và các bạn đây lựa chọn là x và giá trị các bạn đây là sửa, các bạn chọn là âm 8 chẳng hạn, thì nó sẽ theo chiều trục x, còn âm 8 nó sẽ ngược chiều trục x. Như vậy tôi vừa dẫn cho ta xong cái phần gán tải phân bố đều cho phần tử frame. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.